Mà ông cũng kỳ cục thiệt á. Tâm ý không phải là bạn gái của ông thì ông phải giới thiệu cho tôi chứ. Đừng có giỡn nữa. Tôi nói thiệt, tôi chỉ coi Tâm ý như con cháu trong nhà thôi. Cái gì? Con cháu là sao? Ông nói chuyện gì mà lờ mờ, tôi không hiểu gì luôn á. À mà thôi, không cần ông nữa đâu. Tôi sẽ tự tiếp cận cổ. Tới lúc đó thì đừng có hối hận nha. Nè, ông có chắc chắn là chấp nhận con bé không? Ông làm gì mà nghiêm trọng vậy? Không có tự tin thì thôi. Thì ông cứ giới thiệu đi, tôi sẽ tự... Nói thiệt, con bé là người giúp việc trong nhà tôi. Chưa học hết cấp 2, đang tìm cha, một thân một mình chăm sóc em gái ở Sài Gòn này. Nói tóm lại á, con bé đang giúp việc nhà tôi, hoàn cảnh tội nghiệp lắm. Bây giờ em đến bệnh viện, chị chờ em nha. Chị làm gì đây vậy? Sao điện thoại không trả lời? Tôi xin lỗi, tôi làm mất cái áo khoác rồi. Hả? Cái áo khoác? Cái mà bình thường chị hay mặc hả? Ừ. Chị để đâu? Tôi cũng không biết nữa. Ủa? Ý? Chú. Con chưa về hả? Mà có chuyện gì vậy? Sao có chuyện gì nói chú nghe. Chú ơi, con làm mất cái áo khoác rồi. Áo khoác? Áo khoác chú mua hả? Con xin lỗi chú. Tại sao con phải xin lỗi? Đồ chú mua cho con mà con không biết giữ gìn. Con biết là cái áo này tôi thích đúng không? Không sao đâu, có gì đâu phải xin lỗi, chuyện ngoài ý muốn mà. Sĩ, nhanh lên, đến giờ phẫu thuật rồi. Chú phải vô phẫu thuật rồi, con về trước đi nha, chuyện đó mình tính sau ha. Con đã chuẩn bị cho bài thi chưa? Rồi chú. Nhìn vậy là biết là chưa chuẩn bị rồi, con có cần phải chuyên tâm hơn, đó đều cần thiết con làm đi lúc này, hiểu chưa? Thì ông cứ giới thiệu đi, tự tôi sẽ tự...
Nói thiệt, con bé là người giúp việc trong nhà tôi, chưa học hết cấp 2. Đẹp sao? Chị, không có kìa. Hai đứa này bà coi. Chị có sao không? Mấy cái việc này mốt phải nói mẹ tự làm đi. Chứ chị đâu phải là người giao hàng đâu mà cứ bắt chị làm mấy cái việc này hoài vậy. Nó dạt đâu mà. Chị đưa tay cho em. Thôi tôi không sao đâu. Không sao cái gì, đưa tay ra cho em. Chị ơi, nghe lời ảnh đi mà chị. Đưa đây. Đây này. Ráng nha. Sao không chị? Chị không sao đâu. Ồ, bây giờ mới đi gặp giáo sư, thầy dạy anh lúc trước á. Rồi chiều anh phải cho bệnh viện trực nữa, vậy là không gặp được rồi. Dạ, bữa nay em cũng quyết định đó là sẽ vô thư viện học cả ngày ở trỏng luôn á. Vậy thì anh xong công việc, anh tới đó đón em, được không? Thôi, không cần đâu, em tự đi xe buýt cũng được mà, đi xe buýt gần lắm. Yên tâm đi, dạ, nếu mà anh không tới được, anh sẽ alo trước, ha. Dạ, vậy thôi, cái gì mình tính ha. Bye bye anh. Bì. Hết hồn gì á? Con liệu con làm gì là con hết hồn? Cô bạn trai rồi hả? Trời, con làm gì đã có người yêu, con còn đang sợ ế đây nè. Thôi đi, ế hả? Nói chuyện mùi mẫn gì mà sợ ế. Mà cô liệu sao tự nhiên con nghe lén con nói chuyện điện thoại vậy? Nè, cô nghe lén hồi nào chứ? Con nói lớn tiếng vậy cả làng cả xóm đều nghe. Nói gì cô? Cô kỳ quá. Cô Liễu, cô Liễu. Hả? Diễm My có bạn trai hả cô? Ai vậy? Wow, vậy là quá tốt rồi cô. Dạ em đến rồi thầy. Thầy đang ở đâu đó thầy? Em tới rồi hả? Ngày qua thầy đang nói chuyện với thầy hiệu trưởng, chắc cũng khoảng 3 giờ nó mới xong. Dạ dạ em ngồi đợi thầy á. Dạ. Cho ly cà phê đá. Vào đi em. Em bên công ty Tài Hoa đúng không? Cảm ơn em nhé. Chị có sao không chị? Dạ không sao. Anh đi đi. Xin lỗi nha. Ủa chào chú. Con làm gì ở đây vậy? Dạ ông nhờ con đi giao tài liệu cho ai đó ở trường đại học gần đây, cho nên là con. Trường đại học gần đây hả? Ủa là trường của chú mà. Dạ. Con giao xong chưa? Dạ xong rồi. Bây giờ con định về thì gặp chú nè. Mà chú. Chú chưa về hả? Con chú có hẹn với giáo sư, nhưng mà giáo sư bận rồi. Bây giờ chắc chú về bệnh viện quá. Dạ. Vậy thôi, vậy thì con về đi. Về cẩn thận nha. Dạ. Vậy gặp chú ở nhà nha. Con thấy hơi đói bụng, mình đi ăn được một chút. Được, vậy mình đi hả? Quán này đồ ăn ngon lắm á. Hồi còn học đại học á, ngày nào chú ăn ở đây trơn á. Dạ. Bà chủ đây được cái là tính tình vui vẻ, hiền lành nữa. Ê, nghe hết rồi đó nha. Nè. Dạ. Ờ,
Nè. Dạ. Lâu quá làm mấy công lên chuyện xuống gì mà không thấy ghé trơn trời hả? Dạ lâu quá mới gặp bà. Vậy hả? Dạ. Cậu cũng biết lâu hả? Trời ơi. Nè. Làm gì ốm nhát hả? Dạ thì tại con ốm cho nên cố gắng tình tới đây để mà bồi bổ nè. Bồi bổ hả? Dạ. Ý, hai cái tô này bồi bổ gì? Cậu thiếu hơi đó. Ờ, thiếu hơi gì? Nè, bạn gái hả? Dạ, không phải đâu bà ơi. Phải gì? Dồn có mắt là biết bạn gái rồi. Nè, chừng nào cưới, cưới nhớ mời nha. Dạ không phải đâu, thiệt mà. Thiệt cái gì? Dạ. Làm bộ. Không phải người yêu mà sao dắt con người ta đi vậy? Lỡ người ta mang tiếng thì sao? Nhớ nha, con trai mà như vậy đó nha, là dính đạn. Ăn đi. Ăn chứ ngồi gì dòm. Nãy giờ tụi nói có ảnh hưởng tới mấy người đâu. Cô dở lắm sao ăn, là chỗ này là cái chỗ ngon. Ngon lắm đó. Tụi mới ăn đi. Ê, có ăn thêm bà cho nha. Ăn thêm bà cho, không có lấy tiền. Cái tính sao vậy lắm. Ừ, ăn thêm là cho. Nhất là mấy cái đứa mà ở dưới quê mình lên đây học hành đó. Hết, ăn đi. Làm gì ăn như mèo hả? Người ta nói là 17 bể gãy sừng trâu. Mà ăn cái giọng này thì làm sao mà. Trời ơi, tới cái cộng đô đổ bẻ cũng được, đừng nói sừng trâu. Nhớ. Thiếu. Ăn thêm. Nhớ. Đàng hoàng. Đừng có dẫn con người ta đi như vậy. Dạ. Tao ghét lắm. Dạ biết rồi. Đó ăn đi. Mệt á. Thấy sợ chưa? Dạ cũng hơi hơi. Bà cụ coi vậy chứ hiền dữ lắm. Coi mấy đứa sinh viên nè, giống như là con cháu ông nhài đó. Nhiều khi mấy đứa nghèo ăn không lấy tiền luôn. Nhưng mỗi tội là hay chửi à. Nghe hết rồi đó nha. Vậy đó, có thính lắm. Thôi lo ăn đi nha, ăn không hết là bị chửi đó. Dạ con biết rồi. Mới có mấy năm mà cảnh vật thay đổi thiệt. Vậy chắc chú cũng thay đổi nhiều lắm thôi. Đâu có. Con không biết hồi đó chú đi học chú ra sao ha. Cũng bình thường à. Chú có không học chăm chỉ lắm đâu. Nhưng nói chung là không ăn chơi lêu lỏng. Chú vui chơi giải trí trong sự im lặng. Sao con cười? Con không hiểu chú giải trí trong im lặng là sao nữa. Lát nữa con hiểu. Ủa, nó còn ở đó hả ta? Ủa, cái gì vậy chú? Con không biết chú giải trí trong im lặng đúng không? Đi thôi chú. Xin chào. Dạ chào chú. Quán vắng hay chú? À, cuối tuần này tôi cũng dẹp quán rồi. À, cô cậu có uống gì không? Dạ, cho con cà phê đen đi. Ý? Dạ. Cô uống cái gì? Dạ thôi. Dạ, cho con cà phê đen cũng được. Vậy cho hai đi cà phê đen. Chào tôi chút nha. Dạ. Chú không ngờ chú còn có cơ hội ngồi để uống cà phê trước khi nó đóng cửa. Bộ hồi trước chú hay đến đây lắm hả? Đúng rồi. Hồi trước chú hay ngồi đây lắm. Ủa sao vậy chú? Tại chú đang nhớ lại hồi xưa chú hay ngồi đây nè. Ngồi nhâm nhi cà phê,
với bạn bè, có khi còn cãi giả nhau nữa. Tụi chú đánh đàn, đọc sách. Nhưng bây giờ chắc là không được nữa rồi. Đây là cách giải trí trong im lặng của chú, con thấy sao? Dạ, con thấy cũng được. Chú nhớ là hồi xưa chú hay ngồi để uống cà phê, để đọc sách. Cuốn đầu tiên chú đọc là Không Gia Đình của Hector Mallock. Con biết cuốn đó không? Dạ không. Cuốn đó nó lưu giữ kỷ niệm của chú ở đây. Mà bây giờ không biết nó lạc đâu rồi. Không chừng nó mất rồi cũng nên. Bộ chú thích cuốn đó lắm hả? Đúng rồi, chú thích nó lắm. Vì chú nói rồi, tại vì nó lưu giữ kỷ niệm của chú ở đây mà. Alo, dạ em nghe nè. Dạ. Ờ, dạ 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 em biết rồi. Dạ. Bây giờ chú có việc phải đi rồi. Con ngồi uống hết cà phê rồi hãy về nha. Dạ. Cảm ơn con nha. Đã đi với chú nãy giờ. Dạ không có gì đâu chú. Chú đi trước nha. Đêm nay phải không? À, dạ đúng rồi. Đồ con gái con đứa gì mà hư có cái điện thoại cũng quên nè. Dạ con cảm ơn bà. Khỏi, lấy ơn thôi. Không cần lấy cám, có nuôi heo đâu lấy cám. Nè, khoái cái thằng hồi nãy đi chung được phải không? Dạ. Thôi đừng có vui lòng. Con mắt đói hết trơn hết trọi. Đời mà là duyên là nợ đó, thì chạy trời cũng không khỏi. Mà nếu không duyên không nợ thì có cố gắng mấy cũng vô ích. Đi đi chứ, người ta nói đứng cái mặt đứng đi cho tôi muốn bán nữa. Dạ dạ chào bà. Khỏi chào đi. Trời ơi cô vợ nói đâu mà chứ, con gái con trẻ ai mà nói hiền khô. Chú ơi, chú ơi. À dạ con chào chú. À sao con? Chú còn cuốn sách Không Gia Đình của Hector Mallock không chú? Để chú lên kho xem lại. Cuốn đó lâu ngày không thấy, không chừng cũng mất rồi. Chờ chú chút nha. Dạ.